Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình nha. Và mình cùng nhau tiếp tục móc tiếp cái trái xoài này nha các bạn. Thì cái hàng tiếp theo này mình sẽ không có tăng nữa nha, mà mình sẽ giữ nguyên số mũi ha. Giữ nguyên này. Mình hơi bị mệt á, nên là các bạn thông cảm giúp mình nhé. Chúng ta cùng nhau móc những mũi móc vào móc đơn ha, để cho nó được cao hơn các bạn. Sau đó lát nữa mình sẽ nhét cái bông gòn vào. Bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho về làm dâu. Hai đứa sau này làm gì không biết nữa. Kéo theo đàn trai băng mâm trên dưới hai nhà hai hôm. Trên tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Hai thằng đôi người nằm xuôi, thêm cô con gái là càng vui. Hay ha các bạn. Đàn trai băng mâm trên dưới hai nhà hai hương. Về cái tình trăm năm. Sau này nếu chúng ta gặp nhau nhưng vẫn mỉm cười, hay là chỉ lát qua gặp nhau rồi vội đi mau. Sau này nếu chúng ta chắc chắn sẽ có được tất cả, chỉ là không có nhau thôi. Phong hay quên màu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nhớ đi ta cùng đi. Mọi khó khăn đều qua khi con tim cũng theo lý trí. Sợ sợ đau mạnh ra lắm. Mình cứ móc từng mũi như này nhá. Không biết đơn hàng lần này sao mình đặt nó lâu dữ phải không biết nữa. Chán quá hả? Nay kiểu mấy bên vận chuyển làm ăn kiểu gì á. Nãy mình mới xin phép hủy một đơn, mình xin phép nha các bạn. Tại vì người ta chuẩn mày hàng lâu quá hả. Xong cái mình hủy đơn. Xong mình nhận tin cho người ta mà người đã bấm là lấy hàng thành công rồi, đang chờ giao gì đâu. Nó là vẫn đang để là đang chuẩn bị hàng mà. Xong rồi. Đang chuẩn bị hàng. Xong cái mình kiểu là cho mình xin phép hủy nha. Xong nó kêu là bên vận chuyển lại hàng rồi bạn ơi. Rồi bạn hoàn về lại giúp mình nha. Xong mình mới kêu. Mà giao rồi thì mình phải lại thôi chứ biết sao. Kiểu mình không vô. Phải là người hay bom hàng của người ta ấy. Kiểu mình xin phép hủy nhưng mà kiểu là bên vận chuyển lại rồi thì sau người ta ship tới thì thôi mình lại cũng được. Tại vì là mình thấy nó cứ để chuẩn bị hàng rồi không biết khi nào nó mới giao cho mình á. Đó mình thấy hơi lâu nên mình mới nói vậy thôi chứ mình không có ý định sẽ bom hàng.
mình có đặt đồ nữa, nó cũng xếp lâu là lâu mấy ngày rồi, mà ở cách mình cũng cỡ 100 cây á, mình nghĩ vậy. Ship cũng lâu quá trời luôn á, mấy ngày rồi. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mà người ta vẫn chưa giao. Kiểu mình ngỏng á, đơn hàng này mình đang ngỏng mà lâu quá à. Chán thật sự luôn. I just want you to move, baby, are you a dream move? I say, you're my name, your heart, my tên nam. Quay về như nỗi nhớ qua thời gian, cho anh em nghe gió đông đưa cây như là bao nỗi buồn buồn anh trôi về đâu này gió đừng hát và mang nỗi nhớ cháy đi. Quên nhau là quên hết suy tư một thời, mưa trong em sẽ vơi, nhưng đôi môi đang vẫn vương. Rồi tình cờ nhìn theo và mang theo những cơn đau thắt gáy. Lỡ lòng em tới. Nó, các bạn lưu ý đừng có để bị mắc nha, mệt lắm luôn. Hãy tới bên em trong chiều đông xa vắng, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em đâu. Lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh thao thức, mà bao say mê ngập tràn giờ đã phai màu. Kia nắng ngập tràn như giấc mơ lại vừa bay đi, gạt hết cuộc đời.